Rồi, xin chào các bác. Hôm nay thì em có chiếc Polo phiên bản 3008, sản xuất năm 2018, màu trắng biển Sài Gòn. Chiếc xe này thì hiện tại em đã cho rút hồ sơ rồi, cho nên là nếu bác nào mua thì sẽ bấm biển mới đó, dù là ở Hà Nội hay ở đâu thì cũng bấm biển mới. Nếu mà về Hà Nội thì được cái là sẽ không mất 20 triệu tiền biển, tại vì từ Sài Gòn ra Hà Nội thì không mất lệ phí cấp biển. Chiếc xe này của em chạy 39.000 km, màu trắng, nội thất màu đen. Trên cái bản này thì có cửa sổ trời nhá mọi người nhá, panorama. Nếu em không nhầm thì bây giờ là năm 2020 thì họ đã cắt đi cái cửa nóc đó. Đó là một cái tính năng mà rất là nhiều người thích thì lại cắt đi rồi, là họ bớt option của mình á. Chiếc xe này thì hiện tại em đang giao bán trên thị trường với giá là 930 triệu. 930 triệu, Polo 3008, màu trắng biển Sài Gòn, chạy 39.000 km. Lốp sô cua. Cốp xe này khá là rộng đấy, để được khoảng tầm 4 cái vali. Đi du lịch thoải mái, 4 cái vali. Đây là mức tiêu hao nhiên liệu, mọi người có nhìn rõ không ạ? Nói chung là cơ trong ngoài đô thị thì chỉ có 6 lít mấy thôi, kết hợp thì khoảng 7 lít rưỡi. Nếu mà theo em thì nó loanh quanh trên dưới 7 lít. Đấy, tùy người đi ạ. Và đi trong đô thị thì không nói em gì rồi, tắc đường kẹt xe thì những chiếc xe này gần đây, trong những năm gần đây là rất được chuộng, ưa chuộng ở Việt Nam. Xe châu Âu mà. Đèn start top. Thiết kế thì rất là thể thao, cho nên là được rất nhiều những bạn trẻ hiện tại rất là thích chiếc xe này, giá đã rất là vừa phải. 930 triệu, các bác đã có thể mua được một chiếc Polo 2018 rồi. Đấy, rất là đẹp mà lại thương hiệu châu Âu. Thiết kế nó cũng khá là lạ mắt đúng không ạ? Đây thì có cửa sổ trời. Panorama, đây là một cái điểm mà ghi điểm rất là nhiều trong mắt những bạn trẻ. Các bạn rất thích thể thao. Đấy, mà trẻ trung năng động. Chiếc xe này thì em vẫn hỗ trợ các bác vay 75%, bảo test hãng toàn quốc, check hãng thoải mái. Cam kết là không có đâm va, không ngập nước, các bác thể mang xe vào hãng test, check hãng thoải mái. Đấy. Một điểm cộng nữa trên chiếc xe này đó, đó chính là nó có cái phông chữ tiếng Việt. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, tùy chọn đấy ạ. Mình có thể lựa chọn bằng phông tiếng Việt thì dễ sử dụng hơn. Ngay ở trên màn hình em để chế độ Sport thì nó hiện lên chế độ thể thao này. Đấy. Mọi thứ thì Polo họ cũng đã hướng đến người Việt chúng ta rất là nhiều. Đây là những thể bảo dưỡng bảo trì thôi. Đấy. Full lịch sử bảo dưỡng hãng. Có gảy số vô lăng này. Rất nhiều những tính năng mà các bạn trẻ bây giờ đang rất thích. Mời các bác bớt chút thời gian qua cửa hàng em xem xe trực tiếp. Địa chỉ cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Đừng quên là ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Xin phép em dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau ạ.